Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ồn ồn kéo tới, giàu như vũ bão. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, nếu mà bạn đang muốn biết trong năm mới 2022 Nhâm Dần này thì mình có thể gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Hãy xem tử vi cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Dựa vào sao chiếu mệnh, hạn tuổi và các sao chiếu theo năm thì bạn có thể dự báo được những điều gì? Hãy cùng lắng nghe những luận giải về tử vi cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua lá số tử vi sẽ không chỉ giúp bạn biết được những việc gì sắp xảy ra trong năm mới, việc này còn giúp bạn biết được những điều này là tốt hay xấu, diễn biến và kết quả của sự việc là ra sao. Trường hợp nếu trong năm tới có nhiều khó khăn trắc trở thì bạn nên làm gì để có được may mắn và thuận lợi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, năm 2022 nữ mạng, cẩn thận thi cử gian lận. Tử vi tuổi Giáp Thân 2004, năm 2022 nữ mạng nhìn chung, vận số tuổi này trong năm mới 2022 không được tốt cho lắm. Nữ Giáp Thân sinh năm 2004, trong năm 2022 bị ảnh hưởng bởi sao Thái Tuế. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, năm 2022 nữ mạng là một năm đầy sóng gió triền miên. Nhìn chung vận số tuổi này trong năm 2022 không được tốt cho lắm. Nữ Giáp Thân năm 2022 bị ảnh hưởng bởi sao Thái Tuế và các hung tinh khác. Năm 2022 quả là một năm đầy thử thách khó khăn dành cho nữ Giáp Thân, đặc biệt là vấn đề về sự nghiệp và sức khỏe. Sẽ chịu sự xung đột từ huyết nhận, trầm phù và tuế phá. Tuy nhiên bên cạnh hung tinh thì vẫn còn bộ ba cát tinh hỗ trợ đắc lực cho tuổi Giáp Thân, đó là thiên giải, địa giải, giải thần. Tăng cơ hội may mắn cho bạn, bên cạnh đó những gia chủ tuổi Giáp Thân cũng cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải hạn xung thái tuế của năm, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Sự nghiệp. Tuổi này đa số đều là những bạn còn ngồi trên ghế nhà trường. Bạn bị ảnh hưởng bởi kỳ thi tuyển sinh đại học. Nữ Giáp Thân có thể nóng nảy vì áp lực học hành, dễ mất bình tĩnh, đồng thời sự xâm nhập của sao Thái Âm và các sao hung tinh sẽ khiến cho vận khí của bạn trở nên trầm trọng hơn trong các mối quan hệ cá nhân, khiến cho tuổi này dễ phạm phải vận tiểu nhân trong cuộc sống hay trường học. Vì vậy, người ta khuyến cáo những chú khỉ nên học cách kiềm chế cơn nóng này và điều chỉnh trạng thái của bản thân. Nếu cảm thấy áp lực học hành quá lớn, bạn có thể thư giãn và xả hơi, nhưng đừng quá đà, nếu không, nó không chỉ ảnh hưởng đến bài vở, bài tập về nhà mà còn làm cản trở các mối quan hệ xã hội của bạn. Bị ảnh hưởng bởi các sao hung tinh và sao thất sát, cho nên vận trình học hành của hầu hết những con giáp tuổi Thân trong năm nay đều rất bấp bênh. Nên chú ý hơn trong năm nay, kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra. Nếu kết quả học tập của bạn không tốt, sẽ dễ cản trở sự phát triển trong tương lai của bạn kết hợp giữa học và chơi bạn nhé. Tài vận. Vì còn nhỏ, nên các bạn nữ Giáp Thân sinh năm 2004 có thể chưa kiếm ra được tiền hoặc có thể kiếm ra được rồi nhưng không nhiều. Tuy nhiên trong năm Nhâm Dần 2022 lại phải chi nhiều tiền hơn cho thi cử, lớp cuối cấp, cuộc sống cũng như bạn bè. Cần phải cẩn trọng về tiền bạc, vì có thể mất mát về của cải, đề phòng kẻ gian lấy cắp tiền, đi học nhớ cất giữ tiền cẩn thận, kẻo mất trộm. Tình cảm. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, năm 2022 nữ mạng, vận trình tình cảm khá tốt. Mặc dù bạn sẽ gặp phải thái tuế trong năm Dần, nhưng vận số tình cảm cũng không đến nỗi quá tệ hại. May mắn thay, mặt tình cảm lại được sao chiếu mệnh, cho nên có lẽ sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn và bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về vận số tình cảm của mình. Chỉ cần cố gắng làm việc của bản thân và làm những việc nên làm là được. Năm nay, nữ Giáp Thân sẽ có thêm nhiều bạn bè mới. Các bạn có thể kết thân, đặc biệt là trong dịp thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tuy nhiên, ở trong gia đình thì có chút bất hòa. Các thành viên trong nhà dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn do bất đồng quan điểm ở tuổi mới lớn. Vì vậy,
có thể nhường nhịn thì nên nhường nhịn để tránh xảy ra xung đột. Sức khỏe, vận trình sức khỏe của những người tuổi Thân sinh năm 2004 trong năm Nhâm Dần 2022 cũng tương đối bết bát. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh cộng với bị sao Thái Âm chiếu mệnh, nhiều bạn tuổi này chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề thể chất trong năm nay. Không chỉ vậy, nguy cơ bạn gặp phải tai nạn trong năm Nhâm Dần cũng rất cao. Vì vậy, trong năm nay, các bạn phải biết bảo vệ bản thân, đừng để mình rơi vào trạng thái tâm lý khủng hoảng. Nếu được, hãy cố gắng đi du lịch càng ít càng tốt, kẻo tai họa về bản thân. Hung cát, tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, năm 2022 nữ mạng, bị ảnh hưởng bởi sự tác động và can thiệp của sao Thái Âm chuyển thế. Đường tài lộc của những người tuổi này ắt hẳn sẽ gặp nhiều nguy hiểm trong năm nay. Đồng thời, những nguy hiểm trong cung sinh mệnh của bạn như huyết nhận, trầm phù và tuế phá sẽ tấn công vào nhiều vận may của tuổi Thân. Nhưng bạn cũng không phải lo lắng quá. Năm Dần, sự xuất hiện của các sao may mắn, thiên giải, địa giải, giải thần cũng sẽ hóa giải một phần vận đen cho những người tuổi Thân. Chỉ cần bạn kiên trì và chăm chỉ là được. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích như sau. Tháng 1. Trong tháng riêng âm lịch, tổng thể tài lộc người tuổi này khá tốt, bạn rất năng động, được bao quanh bởi năng lượng tích cực, về cơ bản sẽ không có quá nhiều điều tồi tệ xảy ra. Không chỉ vậy, những chú khỉ sẽ có cơ hội được đi du lịch cùng với gia đình trong kỳ nghỉ tháng này. Tuy nhiên, năm nay lại phạm phải Thái Âm. Vì vậy, khi ra ngoài, các bạn nữ phải đặc biệt chú ý an toàn, không được hành động liều lĩnh, nếu không, dễ rước họa vào thân. Tháng 2. Trong tháng 2 âm lịch, nữ tuổi Thân sinh năm 2004 có tâm trạng và tinh thần không tốt, chịu ảnh hưởng bởi sao hung tinh. Tính ham chơi của bạn cho đến nay vẫn còn rất lớn. Bạn rất dễ bị phân tâm trong giờ học và khó tập trung. Điều này không tốt cho sự phát triển tài lộc của bạn, đặc biệt nó cản trở sự tiến bộ trong học tập của bạn. Nữ Giáp Thân nên điều chỉnh tâm lý, chuyên tâm vào học hành. Nếu thành tích sa sút, có thể ảnh hưởng rất xấu đến việc thi vào đại học sau này. Tháng 3. Tình hình học tập của nữ Giáp Thân trong tháng này cũng tương đối kém, bị ảnh hưởng bởi Thái Tuế, tâm trạng khó tập trung, dễ nảy sinh tâm tư, chảnh mảng. Sự sa sút nghiêm trọng khiến cho bạn tụt dốc không phanh. Vì vậy, người ta khuyến cáo những bạn tuổi này cần phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Nếu bạn gặp phải những vấn đề mà bạn không hiểu trong quá trình học tập, bạn cũng có thể hỏi giáo viên hoặc bạn cùng lớp của mình. Quý cấp thường sẽ có nhiều vất vả. Nhưng những chú khỉ cũng không nên nản lòng vì tôi tin rằng bạn sẽ gặt hái quả ngọt và tiến bộ trong học tập. Tháng 4, vận trình tài lộc của tuổi Giáp Thân 18 tuổi trong tháng này hơi tệ. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, con giáp này sẽ bị tổn thất nặng nề về tiền bạc trong tháng 4. Đặc biệt, ở độ tuổi này thì khả năng kiếm tiền không cao. Đa số các bạn dựa vào tiền sinh hoạt của bố mẹ, những phong bao lì xì trong ngày Tết để làm tiền tiêu vặt. Nếu bạn vẫn tiêu dùng một cách bừa bãi thì có khả năng mất hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình. Tháng 5. Vận trình học tập của người tuổi Thân có những bước nhảy vọt trong tháng này. Có lẽ đây là lý do khiến cho bạn có tâm lý khủng hoảng nặng nề. Tháng 5, bạn chăm chỉ và chú tâm trong học tập, có thể dành hết tâm trí và sức lực để chuẩn bị cho nước rút cuối cùng. Đặc biệt tháng này có sao Thiên Y chiếu mệnh trợ giúp, người tuổi Thân có nhiều tiến bộ trong học tập, điểm số cũng thăng tiến rất nhanh. Nếu bạn có thể tiếp tục duy trì trạng thái tốt này, kỳ thi tuyển sinh đại học có lẽ dễ như nhai kẹo. Tháng 6, đường tài lộc của những người tuổi này có chút gập ghềnh, bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, các bạn thường dễ ốm đau hoặc khó chịu trong người. Đặc biệt nhiều bạn có thể gặp vấn đề về tiêu hóa do ăn quá nhiều thức ăn sống và lạnh. Giáp Thân nên chăm sóc bản thân thật tốt trong tháng 6, đừng để các sao hung tinh phá hoại đường phát tài, phát lộc của mình. Tháng 7, trong tháng 7 này, những ai đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học có thể tận dụng thời gian nghỉ hè, tìm công việc bán thời gian cũng rất tốt. Nhiều bạn sẽ kiếm được tiền tiêu vặt trong những ngày nghỉ ngơi nhờ sức lao động của mình. Vì vậy, vận may tài chính của bạn trong tháng này cũng khá vượng. Trong kỳ nghỉ tháng 7, nhiều bạn có thể ra ngoài tham gia các trại hè và các hoạt động ngoài trời. Các hoạt động ngoài trời rất hữu ích để cho người tuổi Thân mở rộng các mối quan hệ và kiến thức. Bạn có thể sẽ làm quen thêm nhiều bạn mới vào tháng 7, thêm nhiều người bạn cùng chí hướng. Tháng 8. Trong tháng này, vận trình tình cảm gia đình của bạn khá tốt. Mặc dù một số bạn sẽ xa nhà và đi học đại học ở những nơi khác, nhưng bạn và gia đình vẫn liên lạc rất thường xuyên. Tháng 9. Các mối quan hệ xã giao của Giáp Thân không được suôn sẻ.
bị cản trở bởi sao hung tinh. Trong tháng này, tuổi Thân dễ xảy ra xung đột với bạn bè xung quanh do tính khí bốc đồng, dễ bị bạn học cô lập. Vì vậy, các bạn tuổi Thân nên học cách kiềm chế tính khí nóng nảy và cảm xúc của mình trong tháng này. Đừng quá kiêu ngạo trong mọi việc, kẻo ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội và sự nổi tiếng của mình. Tháng 10. Bị ảnh hưởng bởi Thái Tuế cho nên bạn khá nhiều buồn phiền trong tháng này, không thể thích nghi với môi trường mới ở đại học, đặc biệt là những bạn ở xa nhà sẽ bị bao phủ bởi những cảm xúc tiêu cực vì quá nhớ người thân trong tháng này, khiến cho việc học tập và cuộc sống của bạn giảm sút nghiêm trọng. Khuyên các bạn tuổi Thân nên thả lỏng tâm lý, nếu gặp chuyện gì khó chịu trong cuộc sống thì nên tâm sự với gia đình, bạn bè, đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Nếu không sẽ dễ làm tổn hại đến tài lộc và thậm chí là sức khỏe của bạn. Tháng 11, vận đào hoa trong tháng này của bạn khá ổn. Nhiều bạn độc thân có thể được nhiều cựu sinh viên khác giới theo đuổi. Nếu bạn đang có ý định thoát ế thì cũng nên nhân cơ hội này để thử mùi vị của tình yêu. Chỉ là với những bạn đang ở trong giai đoạn tìm hiểu yêu đương thì cũng nên cố gắng hơn nữa trong học tập. Đừng vì tình cảm mà trì hoãn việc học. Tháng 12, mặc dù tháng 12 là cận kề cuối năm, nhưng Giáp Thân rất suôn sẻ, hiếm khi bị các sao thái âm hay hung tinh quấy rầy. Cuối tháng, nhiều người sẽ có cơ hội được ở bên cạnh những người thân cũ của mình, đó là điều rất may mắn. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho người tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004 nữ mạng, trong năm 2022 nhâm dần. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm mới 2022 nhâm dần. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.